máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 của Mỹ lợi hại đến đâu mà khiến cả Tổng thống Nga Putin lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải kiêng nể. Được mệnh danh là chiến đấu cơ không thể bắn hạ, máy bay chiến đấu F-16 đã khiến Ukraine phải thèm khát. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Oleksiy Zhenikov từng nói: "Tôi muốn một cái máy bay chiến đấu, ám chỉ máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16. Trước hàng loạt yêu cầu viện trợ F-16 từ Ukraine, ông Putin và các quan chức hàng đầu của Nga đã phải cảnh báo rằng Mỹ và NATO chớ có vượt quá làn danh đỏ. Tuy nhiên, không chỉ có Tổng thống Nga Putin phải kiêng nể F-16, mà cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng phải nể sợ loại chiến đấu cơ này. Hồi tháng 8 năm 2019, sau khi Tổng thống Trump gật đầu bán F-16 cho Đài Loan, Trung Quốc đã lập tức đưa ra cảnh báo rằng nước này sẽ có biện pháp đối phó với Mỹ nếu ông Trump bán 66 máy bay chiến đấu F-16 về trị giá 8 tỷ đô cho Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh khi đó tuyên bố, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối Mỹ về việc bán máy bay phản lực F-16V cho Đài Loan. Việc Mỹ bán tiêm kích F-16V cho Đài Loan là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và rằng Mỹ nên tạm dừng việc mua bán này, nếu không sẽ phải chịu tất cả các hậu quả do việc bán F-16 này gây ra. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình dựa trên sự tiến triển của tình hình. Tuy nhiên, ông Trump khi đó đã không ngán những lời cảnh báo trên. Ngày 18 tháng 9, ông Trump đã chấp thuận đề xuất bán tiêm kích cho Đài Loan, nói rằng đó là 8 tỷ đô, đó là rất nhiều tiền, đó là rất nhiều việc. Và chúng tôi biết rằng Đài Loan sẽ sử dụng những chiếc F-16 này một cách có trách nhiệm. Vậy máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 lợi hại cỡ nào? F-16 có biệt danh là chim cắt, là một loại máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm được sản xuất dành riêng cho không quân Hoa Kỳ. Loại tiêm kích này dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m. Trọng lượng cất cánh của nó là 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km/h, tầm bay là trên 3.200 km, trần bay là 15.240m. Nó được thiết kế như một loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ và rất nhanh đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công. Sự linh hoạt và giá thành không quá cao là nguyên nhân dẫn tới thành công của F-16 trên thị trường xuất khẩu. Hiện nó đang được sử dụng tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, F-16 còn được chọn là máy bay biểu diễn chính thức của phi đội sấm sét của không quân Hoa Kỳ và cũng được dùng là máy bay chiến đấu đối kháng trong huấn luyện của Hải quân Hoa Kỳ. F-16 là loại máy bay tiêm kích được đánh giá là đã đặc biệt thành công với nhiều ưu thế cải tiến như buồng lái hoàn toàn làm bằng kính dạng bong bóng giúp tăng tầm quan sát, thanh điều khiển bên cạnh cũng giúp dễ dàng điều khiển trong điều kiện trọng lực cao và ghế phi công có thể nghiêng 30 độ giúp giảm hiệu ứng trọng lực lên phi công. Nó cũng là một trong số ít máy bay phản lực có khả năng tăng tốc độ cực tốt, đồng thời nhanh nhẹn và cơ động hơn các loại máy bay hạng nặng. Vậy vì sao Ukraine muốn có F-16 đến như vậy? Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói, nếu chúng tôi có được F-16, lợi thế trên chiến trường sẽ vô cùng to lớn. Nhưng không chỉ là F-16, máy bay thế hệ thứ tư là những gì chúng tôi muốn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh sau một năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời Ukraine vẫn đang rất quyết liệt. Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, các chuyên gia đánh giá rằng lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ nhanh chóng áp đảo lực lượng không quân Ukraine và chiếm ưu thế trên không. Lực lượng không quân của Nga cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động vũ trang phối hợp chống lại lực lượng bộ binh của Ukraine. Vậy nên, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Ukraine rất muốn có cơ hội sử dụng các loại máy bay hiệu suất cao như F-16 để đạt được ưu thế trong các hoạt động tấn công trên không. Trong khi đó, các xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt đất cho Ukraine. Như vậy, nếu xét về nhu cầu thực tế thì máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của Ukraine. Ngoài ra, máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16 được trang bị một khẩu pháo M-61 Vulcan và hai tên lửa khác có tầm bắn tối đa là 35,4 km. Hơn nữa, nếu F-16 được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga. Như vậy, với tình hình giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện nay, liệu Ukraine có nhận được tiêm kích đa nhiệm F-16 hay không? Hiện tại, lực lượng không quân của Nga vẫn đang chiếm ưu thế hơn so với Ukraine trong các trận không chiến. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn đang rất thận trọng về các hoạt động trên không do khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine. Các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga nếu được trang bị và điều khiển phù hợp sẽ có khả năng cạnh tranh với F-16 của Mỹ. Dù tiêm kích F-16 của Mỹ có phạm vi hoạt động xa hơn, khả năng phát hiện và tiêu diệt
diệt mục tiêu hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt sẽ là về số lượng máy bay chiến đấu giữa Nga và Ukraine. Mỹ và phương Tây sẽ không có số lượng lớn máy bay chiến đấu thay thế để chuyển đến Ukraine, trong khi Nga có thể triển khai số lượng tiêm kích lớn để đối đầu với lực lượng Ukraine trên chiến trường. Và trong trường hợp cần thiết, ông Putin có thể sẽ bổ sung lực lượng phòng không ra tiền tuyến. Vì vậy, điều quan trọng đối với Ukraine là phải bảo vệ các nguồn lực không quân mới cho các cuộc tấn công lớn có thể xảy ra trong tương lai. Vậy rốt cuộc Mỹ và NATO có viện trợ F-16 cho Ukraine hay không? Về việc này, Pháp và Ba Lan dường như đã sẵn sàng cân nhắc yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu của Ukraine. Trong khi đó, Mỹ đã bác bỏ lời đề nghị này và Anh cho rằng cung cấp máy bay phản lực của phương Tây cho Kiev là không thực tế. Một thách thức khác khi Mỹ và phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là vấn đề ngoại giao. Nga đã tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Ngoài ra, mới đây ông Putin đã ra lệnh tăng cường các lực lượng hạt nhân trong quân đội Nga và sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Vậy nên cả Mỹ và NATO đều đang cân nhắc rất kỹ lưỡng về các loại vũ khí sẽ viện trợ cho Ukraine để tránh cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ leo thang thành cuộc chiến tranh hạt nhân.